Kính xin kính chào, trân trọng chào toàn thể quý vị. Sáng chúng ta muốn biện nữa quý vị, đi nhà đi mua thuốc cái gì nữa. Cái tại tình hình sao rồi? Chào chú. Sao chú? Đi chợ rồi. Dạ. Đi rồi hả? Chú đi rồi hả? Ủa, con đi rồi hả? Vợ con sát đi rồi, vợ con đi lại, chú có điện con chạy lên nè. Chú đi rồi. Bớt không? Bớt không? Bớt rồi phải không? Nè, hết đau. Lột cái này kiếm này chú không? Thấy hết đau rồi. Kiếm này hả? Chú có này kết luôn không? Cái này là con lục nát rồi. Chứ khi còn ba ga thôi. Ba ga thì có thể mua được ba ga còn. Còn cái này là thua rồi. Cái này chú có thể dùng thuốc thay thế. Vậy là con giúp chú đè, chú chỉ con đi. Con qua cậu tốt rồi, nói chú gì? Chú chi gì? Chú tay kìa, tay cũ đó. Qua cầu quẹo về hướng cầu Lãnh cái gì? Không có quẹo qua cầu cái lợi đẳng thích tâm cầu ngang Bình Dân đó, ngang nhà Bình Dân hả? Đó, không còn cái tiệm nào mà con không ghé chứ. Đúng rồi. Nguyên cái chợ là không còn cái tiệm nào không ghé chứ. Ghé không còn sót một cái nhà thuốc nào hết. Sạch luôn. Chỉ có cái một cái chỗ này duy nhất là còn thuốc thôi. Mà bây giờ người ta bữa hổm còn 4 vị cuối mà con kêu người ta đặt đi rồi ta cũng đặt, nhưng mà hôm qua mua là ta báo là cái này là đặt không còn hàng nữa. Giờ khi mua ba ga nè, ba ga mua không? Mua mua ba ga thì con cũng hỏi thêm này cái nữa coi, hỏi cho có hay thôi chứ không chắc rồi. Nhưng mà bây giờ cái này nếu mà không có mua thể mua thuốc cùng y gan vậy nhưng mà khác hẳn không? Khác hẳn là thì giống như hổm mới kia mua vậy đó. Con mua đỡ cũng đỡ đi. Chứ không có sao vậy? Đỡ. Dạ. Con dặn mấy vô tiệm rồi con quen rồi, con dặn lấy rồi. Dạ, thì dặn rồi đó, chứ rồi dặn rồi đó. À. Nó lấy rồi không có đó. Nhưng mà cái thuốc này thuốc mới thì có cùng y gan hàm lượng rồi công thức y gan hết, nhưng mà khác cái hãng thôi. Khác hãng. Thì vậy thì có. Vậy được lấy đỡ luôn. Dạ lấy đỡ đi chứ sao vậy? À. Còn cái ba ga này thì có đúng luôn nè, ba ga này con mua có đúng luôn. Rồi mua thuốc với gan kia không? Mua thuốc với gan hai lần nữa mua đại nhiều đi chứ, hai lần uống hết rồi nhất nữa sao? Thì mua vài lần nữa uống hết rồi, giờ bớt rồi nó kẹp rồi. Vậy mấy lần? Giờ cuối cùng mấy lần? Uống 2 lần thôi. Vậy 4 lần đi ha. Uống nhanh thì con. Dạ. Mừng có trời không? Chứ dịch này mình hạn chế đi dữ lắm, dịch bùng lại rồi. Giờ bữa hổm chú cái đợt hổm vừa hết dịch đó, chú có đi khám hàm răng nhổ không? Có khám đâu? Có qua bệnh khám hả? Và có nghĩa nó không có để xin hàm dưới mà. Không có. Cái đợt hổm mình kế hoạch mình định hết dịch là đi nhổ á. Không có khám. Không có hả? Không có khám. Vì sao? Nó không có đau đó, mà nó xin hàm đau hàm. Rồi hổm mình canh cho hết, rằng mình lại đi nhổ mà có cuộc không đi hả? Rồi vợ bùng lại nó vô phương rồi. Không có đi. Cái này nó bùng hơn trước nữa thì sao? Chú ấy mà chú đi tâm trí là mà không đi được nữa. Rồi. Mất cơ hội rồi. Có nghĩ tiếp mình. Bây giờ đi mua hai thuốc này với thuốc kia ha. Chú. Dạ. Chán vợ cho con mua chú không bị. Dạ. Sáng vợ con mua chú. Sáng vợ con mua dùng chú ổn mì hả? Không có. Sáng sợ con mua quá chú dạ. Điện dạ. Sợ nhất chú điện dạy. Dạ. Con cũng mới hất cái chát mà chú điện đó. À. Dạ. Rồi vậy là giờ cái lần thuốc thứ hai chú uống chưa, uống nào? Uống rồi, con uống thuốc hôm qua, con uống rồi tối rồi. Uống tối ha. Rồi bây giờ uống liền chưa, đang đi mua liền? Rồi con đi cho vợ đánh đi được. Vậy ha. Rồi vậy thì con bước vô nhà coi coi sao vậy, con đắt con đi. Lâm. Cái gì con? Lâm. Con mâm gì? Trời ơi, cầm dao bộ ổ ghê vậy? Dù. Khui nữa hả? Khui một tay được rồi. Khui một tay được rồi. Ui, tay nó khó. Có cái keo phải không? Có keo gạch ra. Nó có cái keo đầu kia con nắm gì ra, nó có thở đầu đó. Dán cứ ngắt luôn rồi. Ngắt đầu cứ ngắt thôi nè, con nắm này nè. À, chú gạch vậy gạch. Ngắt đầu gạch. Hư gạch đó. Hư đầu hư cô nương ơi. Rồi, mua mở thùng đó, không. Nè, rồi. Rồi sau. Rồi lấy đi. Rồi ginh ra đây. Đây, lấy đi. Thì con ginh sao? Ginh thấm gạch con ginh sao? Ginh vừa vừa thôi, đừng ginh nhiều quá, nguy hiểm. Nhiều quá bạn, ginh thêm nữa thôi. Thôi. Ừ. Con bưng nguyên cái thùng vậy nè, một hồi con được có xé ra nha. Con bưng ra ngoài xong con mới xé cho nó dễ, hiểu không?
Vậy sao nãy đè đi xé chi rồi? Nói xé không được rồi tôi xé giùm. Đi ra ngoài tao mang nguyên cái đồ nguyên luôn. Vậy đè đi xé. Thấy nó xé không được nó mới xé giùm nữa đó. Trời ơi. Xé đây hả? Vậy tô hay vậy? Tô không dán. Tô xong dán luôn được mà. Còn mấy giấc hả? Thì cái giáp này phải đổ nghiêng lại chứ, cái ở dưới á. Nghiêng cho đổ chứ. Đặt ống rồi phải không? Đi ngâm hay gì vậy Thanh? Ngâm hay vậy? Ngâm. Ngâm hả? Ngâm mới dán. Ừ. Dán bên bề ngoài này tô thôi chứ gì, bề ngoài không dán chị. Mày đậu tô đó. Tô đây hả? Hôm qua xong mấy giờ? 5 giờ mấy? Họ làm 5 giờ mới nghỉ. Hôm qua chú Kha có làm không Thanh? Có. Chú Kha có, say luôn á. Chú Kha có làm biết không Thanh? Say luôn á. Chú Kha có làm biết không? Ông lên say hộ luôn á. Hôm qua chú Kha có làm biết không? Có nghỉ không? Không. Không phải. Vậy là có làm thiệt tình phải không? Say. Thì có cho ăn cơm không? Say lên luôn. Làm thiệt tình có cho ăn cơm không? Có. Có ngồi cái chân bể gạch á. Ghế đầu rồi. Bể là ghế ngồi đi con. Bể đó. Bể đầu bể. Bể đó. Gạch đó nó cắn miếng này cắn miếng kia bể đó con nặng mà. Cái ghế ngồi đây thôi bể gạch của cha. Cái vậy đi con bể gạch đó con. Vậy thôi con đi cái chốt đi mua thuốc rồi. Bữa nay mua tính tiền cái giật mình chú ơi. Thấy không? Hả? À, chú có chuyện với cha rồi con gắn đếm đi. Đúng rồi. À, tính tiền cái hết hồn hết vía. 300 ngàn. Đếm là đóng rồi đủ chưa? Con cũng không hiểu nữa. Chỗ qua đó. Chỗ qua ngồi thêm 5 vĩ lận, cái 5 vĩ. Để chú khui đi, chú khui đi. Chú khui đi. Hết hồ hết chí luôn. 24 ngày uống thuốc nhất gan. Là 4 ngày. Còn lại kia là 200 mấy đó. Hình như là 265 hay gì đó. Mà sao mắc dữ thần. Tại chú nói là thuốc này thuốc tốt mà. Nhưng mà tốt đâu mất dữ vậy. Tổng con mua có 10 ngàn vĩ mà thuốc kia thuốc đúng thuốc chú kiếm luôn. Người ba ga thì 5 ngàn mà ba ga này thì chú nói có 3 ngàn hay gì không có nó còn là chú 30 lần mà cũng mua 8 ngàn 8 ngàn rẻ đó không có cái thuốc ấy nè thuốc này là hổm nè con mua 10 ngàn vĩ mà chú nói chú mua 30 50 gì đó 50 50 dạ rồi. Nhưng mà bữa nay con mua là nó khác rồi bữa nay tổng nhiêu đó là cộng với hai bịch kia 4 ngày uống nữa là 300 ngàn nó tính này nhiêu, tính này thử nhiêu. Tính cái này là 265 ngàn gì đó. Dưới dạ, bởi vậy con giật mình luôn. Rồi con nói ủa sao mắc dữ chú uống cái này thuốc tốt mà. Rồi vậy thuốc nhầm đó rồi. Dạ, thì cũng là thuốc tốt đó, mà đều khác hẳn với thuốc của chú thôi. Cho con mượn coi lại cái tính tiền giật mình đi. Tại chú uống nó thuốc tốt, mình cũng nghe vậy thôi chứ con cũng đâu biết đâu. Nó ngoại đâu cũng vượt không gian chứ đâu mà sao mà mắc dữ vậy? Cũng là thuốc tốt gì ổng tính mà sao cái gì Sa Băng công ty cổ phần dược Hậu Giang chi nhánh nhà máy dược tại Hậu Giang dạ, chú uống đỡ đi dạ. Rồi còn hai bịch kia đó hai bịch kia thuốc nhất gan nha mua hai bịch 4 ngày hai ngày uống á 2 ngày còn bịch nữa không nó mua 2 bịch đó. Rồi nếu mà chú ăn sáng rồi thì chú uống lần đi. Dạ. Ủa sao cái bình nước chú bỏ đâu mất tiêu không thấy luôn vậy? Kêu rồi hả? Chứ giờ là chưa có không? Này chi. Chính hả? Nó hàng nãy giờ bỏ chưa. Rồi kêu ra bình nước chú ha. Rồi. Chứ chú không có nước lấy gì uống. Ngày mới chuyện này nay tính tiền giật mình hết hậu chí luôn. Đủ nhau không? Để con ấy cho. Dạ. Đủ nói chú gửi rồi. Dạ được rồi, cũng có người gửi cho chú ít tiền đây để mua thuốc nè. Dạ. Chú cảm ơn con lắm. Dạ. Chú phải tranh thủ đi kiếm được. Dạ, vậy chú cứ uống thuốc đi, nay chú ngày hôm nay chú nghỉ bán rồi không? Nghỉ bán rồi, không bán nữa. Dạ. Bị bệnh đây quá trời đó, ông trời. Dạ, bệnh quá nhiều rồi, nghỉ đi. Mà chú bệnh nền nhiều quá cũng mang nguy hiểm lắm. Thôi nghỉ đi, rồi chú uống thuốc đi, có nước uống không? Được không, để chú lấy uống
mình có rồi. Có hen, dạ. Nước đây còn. Vậy chú uống liền đi để cho nó trị cái bệnh nhức gan sáng á, sáng chưa uống không? Uống cho cái trị cái nhức gan đi. Nhức gan không đi nhổ, nay muốn nhổ cũng không đi được nữa rồi. Qua đây nè. Qua sáng giờ. Sáng giờ hả? Con báo là mua gan thuốc qua mua cho chú năm á. Báo chú đó mua luôn đó, chú đó bán luôn đó. Mà khác thuốc hả? Đúng rồi con. Đúng hả? Có thuốc kia sao tính tiền không biết có lộn không mà mắc dữ. Con hỏi lại luôn á, con hỏi ổ chú sao có lộn không mắc dữ, ổng nói này thuốc tốt mà. Cái gì sao mà có lộn rồi đó. Năm dĩ phải không? Dạ, cái năm dĩ. Cái năm dĩ thì cho 20 ngàn đi. Con sợ hơn 20. 20 ngàn thì 100 ngàn. 200 mấy phải không? Cái đó mấy chục ngàn vậy, một dĩ rồi đó. Tại vì con có hỏi lại, con hỏi chú ơi có bị lộn không, sao mắc vậy? Con nói thuốc này thuốc tốt mà. Con coi lại cái nói thuốc này thuốc tốt mà, có nghĩa là không lộn. Mà chắc... nói chung mình mua người ta bán ta tính tiền vậy trả vậy chứ. Mà chắc thuốc tốt thiệt quá chứ không. Ai thuốc giỏ mà tính thuốc tốt được. Hay đó là cho 7 lần phải con, đúng rồi. Dạ, con kêu con lấy ba ga giống hệt luôn đó mà không biết con lấy giống không nữa. Không nói giống hệt đó mà có cái kia thì khác hẳn. Nói gì đó giống cũng đâu cũng mắc dữ ta, ví dụ cho ông có 15 ngàn nó mắc. Ba ga giống là ba ga hổng có mua 5 ngàn dĩ mà chú cũng nói cái này 3 ngàn hà. Con ông lấy cái loại 8 ngàn dĩ, ông nói là cái ba ga này ba ga xịn luôn, xịn hơn kia luôn là 8 ngàn. Mà cuối cùng nói cái kia mắc lắm ngang, lấy cái giống cái này đi, giống hỏi giống y chang luôn không, chú nói giống y chang luôn là 3 ngàn. Là cái ba ga á. 3 ngàn dĩ. Là chú nó giống y chang luôn là 3 ngàn, còn cái kia là tốt hơn 8 ngàn. Trời. Dạ bởi vậy. Mà sao cái đó rẻ mà cái kia thì nó nhảy lên quá trời. Cái kia thì mấy chục ngàn dĩ gì lắm. Thôi kệ đi, lại uống đại đi chứ sao giờ lỡ rồi mốt có mua đi chỗ khác. Chứ sao mắc quá. Không tính này cái đó dĩ gì chứ. Tính tiền con giật mình luôn mà con vậy. Đi, mấy ngàn dĩ thôi chứ tới 20 ngàn chứ. 20 là con mới có 100 mấy, hơn 20 luôn. Hơn 20 luôn. Nước để đây đâu, hả? Để đâu, để đâu cha? Để đỡ đi. Để góc này con. Để đây trên này đang mới có uống được. Kéo đó kìa. Không có cái bà ở cái ghế hả? Cái này yếu rồi. Cái bà. Ghế cho. Ghế cho. Cái này ghế kiều luôn chứ có chắc đâu. Kệ có đoạn không chè ngó anh Khánh hôm qua làm mặc áo cục tay hay vợ đang thù lùi khúc tay rồi. Phải không? Phải không Thành? Đến đây nè. Khúc trắng khúc đèn. Đến đây nè anh chút chụp. Rồi múc chai miếng nước kìa con. Bán, bỏ trong mùa. Múc chai miếng nước. Mùa tội. Rồi phui luôn đi. Người khác mua. Bán đặt con tội trái giá. Rồi đưa cho nước, một khúc. Mua mùa mà đòi trái giá. Đòi trái giá gì? Đó. Đó. Bán gạch cái loại tròn ta. Bán gạch gì? Gạch ống đó. Gạch dư hả? Ừ. Nó bán lại cùng trả giá. Ủa dư hả? Dư. Chia lại bên nhà anh kia ha. Ừ. Tại người ta biết mình dư rồi sao trả giá chứ gì? Chia lại. Chia lại lớp. Ta biết mình không cần nữa, không ấy thì đem vô cất đi, để dành mốt có xây gì xây. Trả giá gì không? Ai trả giá? Cùng cũng có chỉ trả giá. Ta gặp dư. Thì thôi con về chú Năm ơi. Dạ, chú uống ha. Dạ. Rồi, về trước nha. Anh. Dạ. Ăn gì chưa? Ăn rồi. Rồi hả? Rồi chú về chú ăn, chú chưa ăn nữa. Có bụng rồi. Rồi Linh Tính cũng xin kính chào toàn thể quý vị. Sáng hôm nay chú Năm điện đi mua thuốc giùm chú nữa quý vị. Sáng hôm nay mua cái bị hớ quá xa. Tại mình không biết giá tiền, mình không gặm. Chắc ta bán thì đúng chứ không xe đâu. Tại mình không gặp mình thấy nó mắc thôi. Rồi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin trân trọng kính chào.